này mà nó chưa về tới nữa. 10 giờ mấy hơn rồi đi đâu thằng này thiệt tình luôn á. Dạ kiếm em. Chứ gì nữa, sáng giờ đi đâu? À, hồi sáng á em thấy con chó nhà nó ve quá. Con mà chó mấy... nào? Chó nào bị ve? Con ngáo đó. Trời con ngáo mà bị ve hả? Ừ. Gì ghê vậy? Em thấy mấy bữa đài rồi. Vậy hả? Ừ, em lo em chạy đi mua cho hút. Chứ để hả ve đèn đẹp à. Này là mua đâu? Mua với Sài Gòn á. Mua với Sài Gòn? Ừ. Từ Bình Dương xuống với Sài Gòn mua chai thuốc. Tại vì dưới nó mới có bán cái này. Ủa vậy tại sao không lên Tiki hay là Sen Đỏ mua? À, tối hôm qua em mới đọc báo xong, sáng nào hoang mang luôn, lo chạy đi mua liền. Sao chạy hoang mang? Bây giờ nè, đi lên trên Tiki mua. Thời đại công nghệ 4.0 là ở trên Tiki á ha, cái gì cũng có hết trơn. Lên mình bấm vô thuốc trị ve, xong mình ok là người ta về, người ta chuyển tới nhà luôn. Tại vì với hai thằng đó nó sáp nhập lại nhau rồi. Tiki với lại Sen Đỏ hả? Đúng rồi. Sáp nhập lại nhau. Ừ, cho nên là em không biết là hả giờ đặt hàng bên nào nè. Ý nó trời. Không giao cái là chết luôn. Không đâu, mà nhưng mà thế nào tụi nó sáp nhập lại với nhau rồi á là cũng được. À, sáp nhập. Sáp nhập hả? Sáp. Sáp nhập. Cái gì? Sáp nhập. Nè để em nói gì hay nghe nè. Hai thằng đó nó gần nhau, xét bên nhau luôn, giờ nó sáp nhập vô nhau là vừa. Nói ý. Vậy là Shopee làm sao? Shopee không lẽ cũng sát nhau rồi cái sát nhập vô hết luôn. À, Shopee nó xa hơn, chưa sát được. Không phải, ý là sáp nhập, sáp là hai bên, sáp vô thành một, nói là nghĩa đen để cho người ta dễ hiểu á, là bên đây Tiki, bên đây là Sen Đỏ đúng không? Hai bên sáp lại với không, nhau. Không, sát nhập, sát. Sáp nhập. Sát nhập. Hồi tối hôm qua coi cái kênh nào. Tí nữa coi lại, tí nữa em đưa cho coi. Trời ơi, nó là sáp nhập. Nói vậy ra đường người ta cười cho. Sáp nhập mà. Ôi, không tin để em đi em hỏi cái. Hỏi ai? Hỏi thầy Quýnh. Hỏi thầy Quýnh. Chắc cú. Đi, chỉ với em đi. Trước nhất, sáp nhập là một động từ. Sáp có nghĩa là cắm vào, cài vào. Còn nhập có nghĩa là tham gia vào, đưa vào. Do vậy, sáp nhập là nhập chung lại, gộp chung lại là một. Thí dụ, sáp nhập hai giáo xứ là một. Công ty A sáp nhập vào công ty B. Thứ hai, sát nhập. Sát có nghĩa là ngay bên cạnh, không còn khoảng cách. Từ sát là từ biến âm, biến thể của từ sáp mà ra. Tuy dùng từ sát nhập cũng được chấp nhận, nhưng không thật sự xác đáng. Vì thế, chúng ta chỉ nên dùng từ sát nhập. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ sát nhập hay sáp nhập. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ thăm quan hay tham quan. Mến chào tạm biệt các bạn.